Đừng dại mà chạy khỏi thị trường ở thời điểm bây giờ. Cơ hội chắc chắn kiếm lợi nhuận từ 30 đến 50% hoàn toàn có đó mọi người. Tại sao người đòi nói như vậy? Thì video này là sẽ phân tích cho mọi người thế nào là đáy của thị trường và gần đáy thị trường hay chưa? Và chúng ta nên làm gì đoạn bây giờ? Tại sao là một cơ hội rất lớn trong ngày sắp tới? Và một phần nữa là nên tìm những cổ phiếu như thế nào và cách tìm như thế nào? Thì trong video này đều có nhá. Thì mọi người đến với video này, người sẽ được giải thích cho một số cái chính như vậy. Và mình đã xem cái video của người đó, cái video mà người đó đã làm cho mọi người thì ăn trước hay không, video mà tìm kiếm sự lợi nhuận của năm 2023 mình đã xem cho mọi người. Thì trong video này người đó đã nói một số vấn đề như là liên thị trường này, xong rồi là cơ hội về đầu tư vàng này, xong rồi là Bitcoin này, chứng khoán Việt Nam này, rồi là tại sao chúng ta có thể giảm về cái mốc đó là mốc 1.100 cho đến 900, và liệu rằng có bơm tín dụng hay không, và chọn mặt gửi vàng ở những nhóm ngành nào. Thì đó là cái mọi người có chia sẻ cho mọi người như vậy. Thì mọi người xem lại video này nhé, tại vì video này là một video có cái sự kết nối mắt xích so với cái video sắp tới đó đang làm, đó là video hiện tại đang làm này. Cho nên mọi người phải xem cả hai video thì mọi người hiểu được là liên thị trường thế giới như nào và thị trường Việt Nam như thế nào, và tại sao người đó trước đó đã view hoàn toàn có thể giảm về vùng 1.100 cho đến 900 là tại sao như vậy nhá. Thì đi thẳng tới vấn đề của thị trường luôn, thì mọi người thấy đó, thị trường chứng khoán trong ngày hôm nay thì giảm điểm khá là mạnh đúng không mọi người. Đây chúng ta coi một tí về thị trường trong ngày hôm nay, giảm tận 17 điểm, giảm về 1.126, và cái mức giảm điểm này hoàn toàn có thể giảm thêm nữa. Và tại vì sao như vậy? Tại vì đâu đó cái mức BTNE hoặc là mức BTP thị trường Việt Nam ta sẽ phù hợp hơn với những cái mốc đó, mốc tầm 1080 này, hoặc là sâu hơn nữa là về vùng 950 chẳng hạn như vậy nhá. Thì ở trong cái video này là sẽ phân tích cho mọi người là định giá một cái thị trường này, định giá một cái mã phiếu như nào phù hợp, và phân tích dựa vào đâu nữa để chọn điểm mua và mua như thế nào phù hợp trong đoạn bây giờ nhá. Thì đầu tiên ta đi đến với cái bờ bòi chúng ta. Thì đây là nối tiếp cái video trước đó nha mọi người. Thì người đó tóm tắt nhanh cho mọi người luôn là liên thị trường hiện tại thì Fed đang có những dấu hiệu là sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ mạnh hơn nữa, và cái cách hạ cánh của thị trường Fed, thị trường tài chính thế giới cũng như châu Âu hiện tại đang đi một cái bước đi khá là khó khăn để về vấn đề hạ cánh, và không phải là hạ cánh mềm nữa. Và chính vì những yếu tố đó cho nên là những cái quỹ lớn, những dòng tiền lớn của thị trường thế giới họ đang hướng tới cái gọi là cái kênh đầu tư an toàn hơn, và chọn mặt gửi vàng những cái kênh như là về chăm sóc sức khỏe này, tiêu dùng thiết yếu này, năng lượng này và banh nhiều hơn. Và sau đó nữa là người đó dự đoán cho người về khả năng tạo đỉnh của đô la nhá. Thì trong video này thì mình sẽ nói ba vấn đề là tạo đỉnh khi nào, và tại tạo đỉnh khi nào, và như thế nào. Và trong video trước đó đã phân tích cho người rồi là sử dụng cái DXY, sử dụng cái đô la index, chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được đáy của thị trường khi nào, đáy của Dow Jones khi nào, đáy của VNX khi nào dựa vào cái đồng này. Đó thì người đó đưa nhận định là khả năng sẽ tạo một cái đỉnh ngắn hạn của DXY đâu đó tầm khoảng 115 cho đến tầm 120, và thời gian sau đó sẽ vượt lên trên vùng 125 và tạo đỉnh 2 trên đó, và tạo đỉnh 2 phân kỳ sau đó sẽ giảm. Đó, cái view của đô la sẽ như vậy. Và một vấn đề nữa đó là chỉ số CPI. Chúng ta có khả năng view được vĩ mô, view được chỉ số CPI thì nó sẽ dự đoán được lạm phát, và dự đoán được lạm phát nó sẽ dự đoán được lãi suất. CPI là lạm phát đó. Sau đó sẽ dự đoán được cái lãi suất, và khi đó sẽ dự đoán được đỉnh của lãi suất, đỉnh của CPI khi nào và đáy của thị trường khi nào. Và thường á thì chứng khoán sẽ phản ánh ngay và luôn, tức là chứng khoán sẽ ngay lập tức sẽ phản ánh khi mà có đỉnh của CPI, đỉnh của lãi suất. Và thường nha mọi người, thường á thì đỉnh của CPI xuất hiện thì khi đó là đáy của chứng khoán, và 3 đến 6 tháng sau thì sẽ là đỉnh của tăng lãi suất, và cũng như là đáy của bất động sản sẽ xuất hiện đó, và dòng tiền sẽ đổ về bất động sản nhiều hơn. Thì cái câu chuyện này sẽ bị lặp lại rất là nhiều rồi, người đó đã đọc rất nhiều cuốn sách,
là 20 năm lịch sử Việt Nam, chứng khoán Việt Nam ta này, hay những câu chuyện khủng hoảng của những năm 2012, 2013, 2016, 17, thì đó những cái vấn đề đúc kết lại là những vấn đề này sẽ lặp lại rất nhiều và mọi người nên theo follow theo đó. Thì ở cái video trước đó người ta phân tích cho mọi người là cách phân tích một cái đồng để đi và để dự đoán định đáy như thế nào rồi. Ở cái này người ta sẽ phân tích cho mọi người là liệu rằng cái chỉ số CPI có tạo đỉnh trong thời gian tới hay không. Thì đầu tiên chúng ta phân tích về cái đó là cái thị trường Việt Nam trước nhất. Đây là thị trường Việt Nam này. Chúng ta bóc tách về chỉ số CPI, chỉ số lạm phát Việt Nam ta dựa trên ba yếu tố chính thôi. Đầu tiên đó là hàng ăn uống và dịch vụ nhá. Cái hàng uống dịch vụ này tập trung rất nhiều vào đó là giá thịt lợn đó, giá thịt lợn này và giá gạo. Thì hiện tại nó thuộc cái màu đỏ ở đây và nó đang có dấu hiệu là dốc lên trên nhá, đây dấu hiệu dốc lên trên. Và cái dấu hiệu dốc lên trên này thì khả năng sẽ kéo dài cho đến qua Tết. Tại vì sao mọi người, càng đến Tết thì giá thịt lợn càng tăng, mà những cái nhu cầu của người Trung Quốc càng cao về giá thịt lợn hơn và giá sẽ tăng. Và một yếu tố nữa đó là thời gian vừa qua nhà nước chúng ta đã sử dụng những cái an ninh về lương thực để kìm hãm giá gạo, nhưng có thể cái giá gạo sẽ khó được kìm hãm trong cái thời gian cuối Tết. Và khi đó những doanh nghiệp như là TAR này, doanh nghiệp như Ban này, như là Lộc Trời này đang gom một lượng hàng tồn kho rất là nhiều, rất là nhiều về lượng tồn kho về gạo, sau đó sẽ nổ ra, bung ra, thì khi đó khả năng rất là cao giá gạo sẽ nhích lên trên nữa. Và một điểm cộng nữa đó là Ấn Độ hiện tại đang ngừng xuất khẩu rồi, ngừng xuất khẩu gạo, chứng tỏ là họ đang cũng muốn dự trữ lượng gạo, họ biết là khả năng thiếu hụt về lượng gạo này sẽ kéo dài, họ sẽ ngừng xuất khẩu và họ đang dự trữ và chuẩn bị cho cái thời gian sắp tới của họ. Và Việt Nam, chúng ta và Thái Lan là hai cái nước hiện tại đang chiếm cái tỷ lệ xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới sau Ấn Độ nhá. Hình như là Ấn Độ xếp sau tại phải, người nào không nhớ là không nhớ, có gì mọi người thông cảm nhá. Đó thì hiện tại Trung Quốc đang là một cái khu vực mà đang cần và thiếu rất nhiều, và khả năng rất là cao họ sẽ tìm đến nguồn lực từ Việt Nam ta và đặt những đơn hàng rất là nhiều. Và hiện tại Việt Nam ta đang đợi giá gạo tăng thôi để bùng ra đấy. Và yếu tố tiếp theo đó là yếu tố về nhà ở. Hiện tại cái nhà ở này nguyên liệu xây dựng này đang được nhà nước ta kiềm hãm rất tốt, và kèm với đó là một cái hiệu cho thấy được là cái nhà ở này hiện tại do vấn đề về lãi suất, do vấn đề về cung cầu hiện tại dẫn tới là nó đang đi ngang, và đi ngang khá là lâu, và khả năng Tết sẽ còn đi ngang nữa. Đến khi nào mà lãi suất của ngân hàng tàu đỉnh thì khi đó cái nhà ở này mới có hiệu là tăng lên nhá. Tiếp theo đó là về giao thông, chúng ta nói cực kỳ mạnh đến vấn đề về xăng dầu vân vân, về vấn đề giao thông đi lại á. Về vấn đề này thì chiếm tỷ trọng rất là cao ở giai đoạn trước đó, giai đoạn từ tháng 5 đến 6 khi mà khủng hoảng của Ukraine với Nga đấy, thì tác động rất là nhiều và Việt Nam đang bị thiếu, và buộc là nhà nước ta phải gỡ bỏ một số cái chi phí phát sinh kèm thêm vân vân để có thể kìm hãm được giá xăng dầu trong nước, dẫn tới là thời điểm bây giờ thì cái giá dầu thô trên thế giới hiện tại đã cắm đầu giảm xuống, dẫn tới là hiện tại thì người đó dự đoán là trong thời gian tới cuối năm giá dầu sẽ tiếp tục giảm và sẽ về dưới này, dẫn tới chung quy lại thì cái chung quy lại thì cái chỉ số CPI, mà thấy không, chung quy lại thì cái chỉ số CPI này khả năng sẽ đi ngang hoặc là nhích lên một tí đâu đó quanh mức mức thôi nhá. Đấy thì tổng kết lại, chúng ta dự đoán được chỉ số CPI Việt Nam của chúng ta, chỉ số lạm phát Việt Nam ta không phải quá lo lắng từ bây giờ cho đến tháng 1 nhá, người đó nghĩ tháng 1 năm 2023 không phải quá lo lắng quá nhiều đấy, cùng lắm sẽ đi nhẹ, tăng nhẹ nhích nhẹ mà thôi. Vậy còn chỉ số CPI của Mỹ như thế nào? Chỉ số CPI của Mỹ thì tập trung chính vào ba yếu tố, người đó nghĩ sẽ là ba yếu tố. Thì yếu tố đầu tiên đó sẽ là những yếu tố liên quan tới cái gọi là cái giao thông sẽ là một cái rất là mạnh. Thì giao thông của Mỹ tập trung rất nhiều ba yếu tố, đó là năng lượng và xe. Hai yếu tố này hai yếu tố tác động rất là nhiều lên chỉ số CPI của Mỹ trong năm vừa qua nhá. Đấy, tại vì Mỹ là một đất nước mà diện tích đất rất là rộng,
đi từ khu vực này tới khu vực kia rất là dài, và người dân nào cũng có ô tô cả, dẫn tới là cái năng lượng của nó rất là cần thiết đó, dẫn tới là cái năng lượng sẽ là cái mà tác động rất là mạnh lên cái chỉ số VI. Nhưng hiện tại nhá, hiện tại cái năng lượng hiện tại đang bị cắm đầu giảm xuống bởi cái đồng, bởi cái giá dầu thô đang cắm đầu giảm xuống, và khả năng Mỹ sẽ kìm hãm được vấn đề này, và có thể nó cũng sẽ tương đồng với Việt Nam ta với cách đi như này. Tiếp theo về ăn uống, dịch vụ vân vân thì Mỹ sẽ không tập trung quá nhiều vấn đề này, và thường những cái chỉ số này sẽ không tập trung quá là nhiều với Mỹ nhá. Thường á là chỉ có hai yếu tố này, và một yếu tố nữa đó là giá nguyên liệu, giá thuê nhà thôi. Giá thuê nhà của Mỹ hiện tại cũng đang dốc lên chứ không phải dốc xuống đâu nha. Giá thuê nhà tại của Mỹ đang dịu là dốc lên như thế này đó, đấy đấy, rồi giá thuê nhà dốc lên như vậy, giá đồ ăn uống thì đi ngang đó, và giá này thì cắm xuống, thì dẫn tới là khả năng chỉ số CPI của Mỹ có thể nhá sẽ chịu được cảm giảm xuống như này, giảm xuống như này, thay vì sẽ đi lên, người đò nghĩ sẽ giảm xuống từ từ thay vì đi lên đấy. Thì đó, góc nhìn của người đò về cái góc nhìn về số CPI của Mỹ là như vậy. Và nhiều người đã đưa dự đoán rồi là chỉ số CPI của Mỹ trong cái tháng 9 khả năng sẽ về 8.1 rồi, và thực tế người đò nghĩ đâu đó tầm khoảng 8 chấm thôi, 8 chấm hoặc có thể thấp hơn, tại vì là giá năng lượng giảm quá mạnh nhá. Và đây là biểu đồ nó này, mình thấy nè, khả năng sẽ có một cái dấu hiệu là sẽ đâu đó sẽ giảm về mốc này, người đồng nghĩ sẽ về mốc này quanh mốc 6 nhá. Thì đó, tổng kết cho người về cái dự đoán về chỉ số CPI này thì người đó đã đưa ra một kết luận như sau, đó là thị trường Việt Nam ta này, đầu tiên này là có khả năng sẽ tạo đáy đâu đó sẽ tạo đáy quanh cái vùng đó là vùng tầm 1.100 đó, và đợi một thời điểm sau đó nữa đó là đại suy thoái sẽ xảy ra, và khi đó chúng ta sẽ về tầm 800 đến 900 vào năm sau, và năm sau thấy không đó. Còn hiện tại hoàn toàn sẽ về vùng 1.100 đó. Cái này thì người đó viết khá lâu rồi, viết từ cái hồi mà giữa tháng 9 mọi người có thể xem lại một số cái buổi người đó đăng video mình sẽ thấy nhá. Và người đó có dự đoán luôn là khả năng rất là cao là Fed sẽ kết thúc cái vấn đề về tăng lãi suất này, và khả năng thị trường tạo đáy và đô la chúng ta đang tạo đến, và chỉ số CPI của Mỹ sẽ bị xác nhận là sẽ đang xu hướng giảm, và khi đó sẽ đâu đó sẽ quanh từ khoảng ngày 15 tháng 12 cho đến ngày 25 tháng 12 đó xác nhận nhá. Còn đồng đấy đi này xác nhận tạo đỉnh luôn á, tức là xác định tạo đỉnh luôn á và cắm đầu giảm luôn á, sẽ đâu đó vào khoảng tháng 2 cho tháng 3 năm 2023 đó. Không, nhìn người đó sẽ view như vậy nhá. Và người đó có view luôn cho khách hàng người đó một số vấn đề như là có nói khách hàng mình góc nhìn về tàu đáy tàu đỉnh của đồng đế y đâu ta. Đây mình xem lại khúc này nhá. Đây là cái lúc mà VN Index chúng ta giảm về 240 này đấy, sau đó thì đó mình thấy không, thì khi đó đô la đất tăng rất mạnh này đó, sau đó thì đô la có một nhịp điều chỉnh về lại và tạo thành hai đỉnh, mình thấy không, hai đỉnh. Và khi mà xác định đỉnh á thì nó tương đồng với lúc này là đô la chúng ta tăng lên tầm 100 này, 100 đây, tăng 100 ngay lúc này và sau đó bị giảm xuống này đó, thì khi đó thì thị trường ta có một nhịp hồi phục rất là đáng kể ở chặt tuần gần đây đó, rất đáng kể. Sau đó thị trường ta có một hai phiên giảm khi mà đô la chúng ta có nhịp tăng lại lên phía trên này, tạo đỉnh phía trên này, và sau đó xác định tạo đỉnh thì khi đó vì đó chúng ta cũng một nhịp kiểm tra lại đường MA, sau đó rút chân tăng lại nhá. Từ đó sẽ lên chúng ta một nhịp tăng gần như một năm trời, tăng rất mạnh, rất là khỏe, và đô la chúng ta thì cắm đầu giảm xuống đó, thì khi đó mới xác định thêm nhiều xu hướng khác mới. Nhưng hiện tại thì xu hướng chúng ta sẽ như vậy, và sau đó người đầu view á là khả năng nha mọi người, khả năng đâu đó thì thị trường của đô la chúng ta thị trường đô la đất khả năng sẽ một nhịp hồi tăng trở lại vào cuối năm 2023, sẽ giống cái đoạn này, giống khúc này đó, và thị trường chứng khoán Việt Nam ta sẽ một cú giảm khá là mạnh vào năm đó, người đó nghĩ như vậy cuối năm 2023. Thì người đó có chia sẻ cho một số anh chị trong room cộng đồng, ở trong room một bài viết rất hay đây, rất hay. Thì này là một huyền thoại nhá, huyền thoại cũng có nói rồi là thực sự rất bất ngờ về vấn đề đó là năm 2023 mà không có gọi là có suy thoái, thực sự tôi rất bất ngờ
Ông nói như vậy. Và khả năng suy thoái của Mỹ sẽ rơi vào đâu đó tầm khoảng, suy thoái thế giới á, rơi vào đâu đó tầm khoảng cuối năm 2023. Đấy. Và điều này điều có khả năng xảy ra. Và chắc chắn luôn. Ông nói thẳng một câu như vậy. Và rất nhiều những cái huyền thoại thế giới ông đã nói vấn đề đó rồi. Ok nha mọi người. Thì chúng ta chia sẻ một vấn đề như vậy. Vậy còn Việt Nam ta như thế nào? Việt Nam ta chúng ta là view như này đúng không? Và sau đó mình nhịp tăng đúng không? Thì tại sao mà đòi định giá thị trường ta lại có mức? Đó là mức tầm khoảng 1.100. Và sau đó sẽ về giảm cú cực kỳ mạnh. Đâu đó về khoảng tầm 800-900. Tại sao như vậy? Tại vì người ta nhận một điều á, là thị trường Việt Nam ta hiện tại đang ở một mức mức BTP. Mức BTP và mức BTN hiện tại cũng là một mức khá hấp dẫn. Nhưng để mà nó hấp dẫn hơn nữa và xứng đáng với những cú mà đại suy thoái, những cú giảm mạnh ở thị trường, thì đó sẽ rơi vào mức BTP tầm khoảng 1.62 hoặc thể yếu hơn nữa nhá, yếu hơn nữa. Và nhìn chung là khi mà chúng ta về cái mốc đó là mốc tầm khoảng 1.000 cho đến tầm 1.080 á, hoặc là vùng 1.100 á, thì mức BTP sẽ phù hợp đâu đó tầm khoảng 1.76 cộng trừ nhá, thì rất phù hợp. Thì đó về định giá BTP. Và định giá BTP là một định giá mà xác định tạo đáy, nó cực kỳ tốt và đúng hơn rất nhiều với so với định giá PTN. Tại vì PTN là định giá dựa trên cái số liệu và dự đoán về tương lai nhá. Còn PTB là dự đoán dựa trên sổ sách vốn hóa ở trường. Thì dự đoán PTB này có thể dự đoán được cổ phiếu khi nào tạo đáy luôn, tạo đỉnh luôn, thì có thể dự đoán được với cách này luôn. Và thì thị trường chúng ta thường thường á là không bao giờ định giá cao hơn tầm khoảng trên 3 với BTP. Cho nên là mọi người cứ trên 3 người bán là an toàn nhá. Mình nhớ cái điều đó. Và giai đoạn bây giờ là một giai đoạn mà chúng ta nên đi tìm và đi săn những mã cổ phiếu mà có mức BTP rẻ nhá. Và mức BTP kèm theo đó là chỉ số PEG rẻ. Và BTP là gì? Và PEG là gì? Thì nó sẽ phân tích cho mọi người luôn. Và trong trong cái hôm nay người ta sẽ tặng cho người một cái file, đó là file phân tích PTN. File phân tích PTN thì lát nữa sẽ trình chiếu luôn. PTN sẽ phù hợp cho mọi người với một số mã phiếu thuộc bán lẻ nhiều hơn nhá. Đấy thì còn với một số mã phiếu khác nhóm ngành vân vân đi thì mình sử dụng PTP rất hợp lý. Thì đây công thức tính PTP. PTP là giá trị của cổ phiếu trên cho cái giá trị sổ sách đó. Thì sau đó xảy ra mức BTP. Và mức BTP phù hợp nhất và hấp dẫn sẽ là mức tầm khoảng 0.75 cho tới 1 hoặc là 1.2.3 nha. Và thường á Warren Buffett sẽ lựa chọn những mã cổ phiếu thuộc trong khoảng BTP này. Và kèm thêm một vấn đề nữa, đó là chỉ số ROE. Chỉ số ROE phải đâu đó phải thuộc trong khoảng từ trên 15%, đâu đó tầm 3 quý, 4 quý giờ lên nha. Rồi nếu như mọi người phân tích rộng hơn tí nữa, đó là chỉ số ROA thì cũng phải từ 7.5 trở lên. Đó, thì phân tích tầm 1-2 năm đi. Nếu chúng ta phân tích đầu tư dài hạn một tí đi, tầm 3-4 năm hoặc là 1-2 năm, và xác định là sẽ không bị lỗ nếu ta mua mức giá phù hợp như vậy, thì chúng ta sẽ phân tích những cái mã phiếu nào mà nó có cái ROE trên 15% từ 1 đến 2 năm nhá. Và qua các quý và 4 quý gần nhất của nó, 4 quý gần nhất của nó cũng phải ok như vậy. Phân tích thêm nữa là cái EPS cũng phải trên 1.500, đâu đó trên 1.500 và tầm khoảng 4 quý hoặc là sang tới 1-2 năm nhá. Thì lúc đây cho mọi người luôn, người mã phiếu người đoàn thấy nó đang định giá khá là rẻ so với cái mức định giá chung. Thì đầu tiên sử dụng mức giá PTP nhá. Thì thấy này, mã cổ phiếu DHD là một mã cổ phiếu mà hiện tại nhá có cái mức giá là 32.2 đúng không? Đấy, hiện tại thì cái mức mà trên giá trị sổ sách hiện tại á là tầm khoảng 32.95 ở 98, thì chứng tỏ là nó đang thấp hơn so với giá trị sổ sách luôn nhá.
và cái vốn hóa của doanh nghiệp này đó trên thị trường hiện tại đang là tầm 1.000 tỷ, đúng không? Thì cái vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hiện tại là dưới 1.000 tỷ, chứng tỏ là nó đang xem tức là ngang với cái mức định giá của doanh nghiệp, ngang với mức tổng tài sản, tổng của cái vốn hóa doanh nghiệp, chứng tỏ là một cái giá định giá có thể rẻ và có thể sẽ rẻ hơn nữa nhé, rẻ hơn nữa chứ không phải là rẻ là không rẻ đó, rẻ sẽ rẻ hơn nữa. Và chúng ta nên biết là khi chúng ta mua những mức mã phiếu mức rẻ và rẻ hơn nữa thì nó sẽ an toàn hơn so với việc chúng ta mua một mã phiếu ở mức giá tầm 1.500 khi chừng 1.500 này, hoặc là vùng 1.4 này, hay là vùng 1.3 này sẽ ok rất nhiều nhá. Thì đó, cách định giá cổ phiếu này rất đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta có thể sử dụng cái trang web đó, trang web Simlay nhá, mọi người vỏ trực tiếp cái mã phiếu DAD vào đây cho người đọc. Hôm nay là một cái video chia sẻ cho người rất nhiều những cái bí kíp để người đọc tìm sự phiếu nhá. Đây là cái DAD này, DAD cái người đọc sẽ gửi link của cái anh mà người vào mở tài khoản của này ở phía dưới nhá. Đấy, thì chúng ta thấy này, đầu tiên là cái mức định giá PGE là 7 năm, chứng tỏ là 7 năm sau hòa vốn đúng không, có thể bằng được, ok. Đó, mức định giá PGB là 1.0, quá hấp dẫn rồi đúng không. Giá trị sổ sách là 32.9, thấp hơn giá trị của doanh nghiệp rồi, giá cổ phiếu bây giờ quá hấp dẫn đó. Thì xem một tí này, chúng ta thấy này, hiện tại thì cái xu hướng trung hạn đó là xu hướng tích lũy này, xu hướng ngắn hạn thì đang có kiểu là tích lũy gần xong, chỉ qua xu hướng tăng giá, dài hạn thì đang là xu hướng giảm giá, ok chưa. Đấy, rồi chúng ta coi một tí này, rồi em coi về cái này mức giảm so với ngành vân vân thôi. Đây, về định giá cổ phiếu này, đầu tiên này chúng ta coi về định giá cổ phiếu thì thấy là cái vùng giá định giá cổ phiếu an toàn sẽ là đâu đó tầm khoảng 21.68% biên an toàn, mà thấy không, chúng ta mua thì có một khoản lợi nhuận chắc an toàn như vậy. Nếu ta mua cổ phiếu này thì nó sẽ xét nhiều yếu tố để chúng ta định giá như thế này đó, rất nhiều yếu tố để định giá như thế này. Mình nhớ mà xem tiết nhé, sẽ có cho mọi người. Thì mọi người có thể xem nhá. Hôm nay thì chắc là mạng nó hơi bị yếu. Đấy, trong quá trình chờ đợi chúng ta dành 10 phút ra, xin lỗi, 10 phút dài quá ha. Dùng dành 10 giây để chúng ta nhấn nút thích video của Người Đầu Chứng Khoán, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho nhiều người hơn nhé. Và mọi người nhớ xuống phần comment này, mọi người gõ cái gmail không, người đồng nghĩa là mọi người nên tham gia vào trong cộng đồng Người Đầu Chứng Khoán đi. Nhưng mà trong cộng đồng này đó, nếu mà trong cộng đồng nhớ tham gia nhá. Mọi người vào đây thì người đó sẽ gửi cái file đó lên trong cộng đồng này cho người tham gia nhé, để người nhận nhé. Đấy, cái file phân tích BG này thì lát nữa gọi sẽ phân tích cho người cái BG luôn, hoàn toàn phí cho người luôn. Thì ok, thì mọi người nhớ xuống phần comment nhé, người gõ và nhớ để một số comment gì đó thì chúng ta cùng chia sẻ, mọi người sẽ làm nhiều video hay như vậy hơn nữa nhé. Thì đây, chúng ta thấy này, đây là nhiều cách định giá này. Đó, chúng ta coi cách định giá này, sẽ có một số cách định giá như định giá theo kiểu B trên E này, thì giá phù hợp nó sẽ là 36.8, mọi người vào đây mọi đọc kỹ hơn nhé. Hay là định giá theo kiểu EV này sẽ là phù hợp là 54. Đó, định giá P/P này 44. Định giá P/P là dựa vào sổ sách doanh nghiệp, đó dựa vào những cái mà doanh nghiệp hiện tại đang có nhá. So với những cái vốn chủ sở hữu vân á thì nó một giá rất là phù hợp. Với giá 44 thì chúng ta nhìn nhận đi. Đó. Nhá, chúng ta mua một mã phiếu, mua một doanh nghiệp mà bằng hiện tại đang bằng với mức giá của chủ doanh nghiệp, ông chủ tịch đang mua, thì có phải chúng ta đang mua lời không? Và người ta bỏ rất nhiều tiền ra, người ta mua một mảnh đất, người ta mua một xây dựng lên một cái hệ thống, người ta thêm một doanh nghiệp lớn như vậy, làm sao để sập được, rất khó để sập đó. Thế mà hãy chọn doanh nghiệp như vậy nhá, và phân tích thêm những yếu tố nữa như là định giá vân vân này đó, xem có một số cái này là chỉ số hợp lý hay không, rồi coi thêm một số nữa vấn đề như là chỉ số như là ROE, coi ROE từ trung bình của ROE trung bình này qua các năm này có phải trên 15% hay không. Đó, đây là dịch Covid này thì mã phiếu TLG, dịch Covid thì đa phần học sinh học online nhà mà đâu dùng bút nhiều đâu, thì chắc chắn là doanh nghiệp là bị báo cáo gọi là hơi lỗ, thì là đúng rồi, không lợi nhuận cao mà được rồi, ROE không tốt rồi. Nhưng mà qua các năm tăng trưởng rất là đều, thấy không, quá quý thì sao này, tôi coi này, 4 quý 5 quý nhất đều trên 15%, đó rất phù hợp này, là đưa vào tiêu chí ngay, thấy ok không? Đó cái định giá. Thì phần sau là sẽ phân tích là dựa vào kỹ thuật như nào để chọn mua mã phiếu luôn,
nhá. Cho nên mọi người hãy coi hết video nhá, đừng có vội chuyển đi nhá. Ok chưa? Tiếp tục, hãy xem thêm một vấn đề nữa, đó là trong thời gian vừa qua, ban tổ chức doanh nghiệp đó có đi mua vào một mã phiếu hay không, hay bán ra cổ phiếu đó, đó có bán, họ đang bán ra nè, họ bán ra bao nhiêu và họ là cái chức vụ gì trong doanh nghiệp đấy, và hiện tại thì họ bán ra giá nào đó, vân vân, để coi một số vấn đề như vậy đó, mình xem nhá. Ví dụ cho mọi người như vậy thôi, thì ví dụ thêm cho mọi người một mã phiếu này, mã phiếu dùng banh nhá, Liverpool đi. Tại vì Liverpool á, người ta thấy á là chỉ số P trên P hiện tại của nó đang dưới 1. Và hiện tại người ta đang coi thêm mã phiếu là mã phiếu VIP. Hai mã phiếu này, hay sao mã phiếu gì ta? MIP chứ quên. MIP và mã cổ phiếu Liverpool. Mã phiếu MIP và Liverpool hiện tại giá người ta thấy là phù hợp. Với hiện tại giá sổ sách mình thấy này là 13, mà mức giá là 12, gần như ngang ngửa mức giá của doanh nghiệp rồi. Đúng không người? Nó cao một tí này. Đấy, chúng ta cứ giữ cái đó, chúng ta xem xét nha mọi người. Đó, thì chúng ta coi thêm một mã phiếu nữa, mã phiếu MIP nhá. Không thể... À đây, MIP này. MIP mình thấy này. Hiện tại MIP thì coi một tí về cái ROE này. Trung bình qua các quý đều tăng trưởng trên 15%, thỏa mãn yêu cầu. Qua các năm thì sẽ như thế nào? Qua các năm cũng trên 15%, rất là đều qua 15%, ok luôn. Rồi hiện tại thì mức PGP hiện tại chưa phải mức giá rẻ. Chưa phải định giá rẻ, tại vì là mức PGP hiện tại đâu đó là đang ở cái quý gần nhất thì đang ở đâu đó là 1.3. Còn hiện tại nhá, hiện tại thì đang là 1.28. Thì nó còn một tí này về cái định giá nhá. Đây, định giá chúng ta mua mức giá. Giá hiện tại đang là giá 19.8 đúng không mọi người? Ở sao mọi người? Đó phải giá hiện tại đang là giá hiện tại giá 19.8. Wow, giảm vậy luôn á hả? Giá 19.8, chúng ta mua giá 19.8 đó. Và giá nội tại doanh nghiệp này, giá nội tại doanh nghiệp hiện tại đang là 33.9. chúng ta mua vậy là một cái mức giá hợp lý không? Đúng mọi người, tuyệt vời không? Đó, chúng ta bóc tách từng một tí như vậy nha. Chúng ta coi thêm một số vấn đề chi tiết này. Đó, trong quá trình chờ đợi tiếp tục 10 giây chúng ta hãy dành để nút thích video của Đầu Tư Khoán, nhớ đăng ký kênh, tham gia cộng đồng và chia sẻ video nhiều người hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quay lại một tí nào, đó, định giá này, định giá về B trên B là gần 40 này, định giá về B trên P là 33 này, quá phù hợp đi. Đó, tôi còn một tí về cái ban tổ chức doanh nghiệp, sức khỏe tài chính vân vân này, đó, hiệu quả này, hiệu quả hoạt động này, trời, 5/5 luôn. Rồi là ban lãnh đạo có mua vào hay không, bán ra như nào trong thời gian vừa qua. Trong thời gian vừa qua 6 tháng ở đây nhất có bán ra cũng mua vào. Chúng ta phải bóc tách lại nha, là bán ra. Nè, bán ra giá 22, mua vào giá 24 nhá, mua rất nhiều giá 24. Thì thử hỏi một điều, không, bán ra rất nhiều giá 22, mua vào cũng khá giá 24-25. Thì thử hỏi một điều là khả năng đâu đó người ta đã đợi, người ta mua lại mức giá 20 thì sao? Đúng không? Đúng không mọi người? Hãy chờ đợi thêm xem sao. Dịch Covid này, mua rất là nhiều giá 21 này. Ông này phó chủ tịch nhá, giá 18 mua rất là nhiều này, giá 17 này, bả triệu cổ phiếu mua giá 15, mua rất là nhiều những cái giá tầm hai mấy. Vậy chứng tỏ trung bình của nó là từ giá 10, 15 cho đến giá 20 là giá hợp lý của mã phiếu này rồi. Đó, bóc tách một tí như vậy nha. Và giờ chúng ta sử dụng thêm một cái nữa, đó là phân tích PEG sẽ như thế nào. Đây, PEG đây, PEG sẽ như thế nào. Thì PEG nó là một cái phân tích rất là hay. Chúng ta thử gõ lên Google, chúng ta tự tìm hiểu nhé. Đây, phân tích này PEG sẽ ra. Đây, là một cái so sánh giữa PE trên E với tốc độ tăng trưởng thu nhập EPS. Đó, mọi người thể tìm hiểu nhé. Chúng ta không có thời gian là nhiều bóc tách cái này, và người đọc cũng sẽ không có thời gian giải thích quá nhiều về cái code này, về cái vấn đề này. Đó, cho nên là mọi người sẽ sử dụng luôn, sẽ phù hợp rất là nhiều cho những mã phiếu dòng bán lẻ nhé. Đầu tiên như là mã phiếu FRT này,
ở phiếu bán lẻ của Thế Giới Động đúng không, của FPT đúng không, thì giá hợp lý nó mức giá là 54 đó, giá cần phải đánh giá lại là 64. Hiện tại mà phiếu này đang ở giá bao nhiêu mọi người, hiện tại nó đang giá bao nhiêu? Hiện tại giá 71, chứng tỏ là định giá còn cao đúng không, còn cao đó. Vậy còn mã phiếu đó, mã phiếu Thế Giới Động thì sao? Định giá là 43, giá hợp lý 43 đó, 52-43. Hiện tại Thế Giới Động đang giá bao nhiêu? Đang giá 64 đó, khả năng nó sẽ về mức giá vùng dưới này, 43-42 dưới này đấy. Nó coi chập tháng này, chập tuần này sẽ thấy này, đúng rồi, đâu đó sẽ về mức này sẽ cân bằng hơn này đó. Kiểm tra lại cái đường mà A100, ok chưa, quá tuyệt vời, ok nhá. Thì đó sơ lược cho mọi người như vậy. Một số mã phiếu khác này, ví dụ như là mã phiếu Masan đi, hay Dabaco nhá, Dabaco thì hiện tại đâu đó cũng là mức giá 33, thì Dabaco đã về mức giá hợp lý chưa, đó về dưới mức giá hợp lý rồi, hãy xem xét kỹ này thử là có hợp lý để mua mã phiếu này không nhá. Bóc tách lại một tí của Dabaco nào, đã 33 phút rồi, hơi nhiều nhá, chúng ta còn một phần nữa. Đó, hơi yếu một tí đó. Dabaco thì định giá của nó coi nào, hiện tại của nó đang khá là cao, thấy không, trên này định giá vẫn thấy cao này đó, thì chúng ta phải coi bóc tách lại coi thử doanh nghiệp hiện tại đang như thế nào, tại sao mức giá cao như vậy nhá. Thì chúng ta quay một tí về cái phần thuyết trình của chúng ta như này. Thì giai đoạn bây giờ thì chúng ta mua như thế nào, và tại sao người đó đặt mục tiêu đề á là đừng chạy khỏi thị trường, phải tham lam ngay bây giờ đi, hình như từ 30-40% là có khả năng xảy ra. Hiện tại thì chúng ta đang ở cái giai đoạn đó, giai đoạn suy thoái, giai đoạn down đúng không mọi người, recession đúng không. Và những cái nhóm ngành phù hợp cho để mua là những cái mã phiếu mà dấu cộng đây, những mã phiếu mà phù hợp về sức khỏe này, thiết yếu này đó, vân 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 đúng không. Nhưng mà người ta quên nói mọi người một điều á, là giai đoạn này này là giai đoạn của thanh khoản ít nhá, thanh khoản kém, tức là cầu yếu nhá. Vậy chúng ta giờ đang muốn kiếm lợi nhuận từ 20-30-40% thì phải tìm những mã phiếu, không phải những mã phiếu an toàn. Những mã phiếu an toàn sẽ là những mã phiếu như là bảo hiểm này, bảo hiểm đúng không đó, không rồi là ngành điện này, thiết yếu này, vân 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 đó, rồi là ngành nước chẳng như vậy, nước này vân vân vân. Chúng ta sẽ tìm những mã phiếu như vậy. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận với nhau điều á là chúng ta đang tìm nhỏ mà, chúng ta làm sao tìm những mã phiếu này được. Ừ, chúng ta phải tìm những mã phiếu mà nó có khả năng tăng trưởng tốt. Thì những mã phiếu tăng trưởng tốt là gì, là những mã phiếu hiện tại đã được định giá rẻ. Kèm với đó nữa, thì nó một yếu tố nữa, đó là ít người biết. Khi ít người biết á thì thanh khoản của nó mới ok, mới phù hợp, thì khi đó mới đánh lên dễ được nhá. Thanh khoản càng thấp thì đánh lên càng dễ. Đấy. Thì chúng ta hãy tìm những mã phiếu như vậy. Đừng có tìm những mã phiếu mà thanh khoản nhiều người biết. Thì khi đó thì khi mà nó lên á, nó sẽ gặp một lượng hàng xả rất là nhiều phía trên. Đó, phải kẹp hàng rất nhiều. Cho nên cái lợi nhuận từ 30-40% rất là khó. Nhưng mà chúng ta muốn kiếm cái lợi nhuận đó phù hợp với những mã phiếu mà ít người biết, giá còn rẻ, vân vân, mã phiếu gọi là mid cap Bentley thì nên phù hợp hơn nhá. Đấy. Và thường những giai đoạn mà giao thương giữa gọi là recession á, giai đoạn mà down cycle á, giao thương với early cycle á. Đó, hai giai đoạn này giao thương với nhau á. Đó, hai giai đoạn này giao thương với nhau này thì thường á các quỹ sẽ mua rất nhiều. Họ sẽ bắt đầu mua gom rất nhiều. Họ sẽ ưu tiên mua những mã phiếu như thế này, mua trước này. Đó, sau đó những cái nhà đầu tư đi theo xu hướng, đi theo bước chân khổng lồ á, đi mua giá cao bán giá cao á, thì sẽ nhảy vào giai đoạn này để đẩy giá lên cho mấy ông này bán xuống. Đó, luôn luôn như vậy. Thì chứng khoán luôn luôn như vậy, cho mọi người phải hiểu như vậy. Cho nên là mọi người phải biết là giai đoạn bây giờ á, mùa lên tam lan
đừng có sợ hãi nữa nhá. Tham là như thế nào thì phải dựa vào năng lực mọi người, tìm mọi phiếu như nào người đó hướng dẫn mọi người rồi, bóc tách nghiệp như nào người đó hướng dẫn mọi người rồi đó, phải tìm kiếm những nghiệp như vậy đó. Thì trước khi đến với một cái phần, đó là phần phân tích định giá về tìm điểm mua dựa vào phân tích kỹ thuật á, thì là sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn, đó là cái xu hướng của thị trường. Đầu tiên mình nói về xuống tổng đã, sau đó ta phải đi đến vài cổ phiếu, mọi người ok chưa? Đó thì mình đi đến cái một xuống tổng của thị trường. Thì xuống tổng của thị trường như thế nào? Thế đây một xuống tổng của thị trường này, mình thấy không, thì là có vẻ cho mọi người như thế này, là cái này là người đã có vẻ ngày hôm qua nhé, cho nên là hôm nay chưa có phiên giảm này thôi, cái này là người đó vẽ hôm qua. Thì về tối qua người đó có soạn cái PowerPoint này đó, thì lẽ ra thì hôm nay có một phiên giảm nữa nhưng mà người đó chưa vẽ. Thì đúng ra thì nó có một phiên hồi phục này, đó đó lên vùng phía trên này, vùng 1160, 1170 đúng không? Thì trong room VIP hôm qua người đó có nói cho khách hàng luôn rồi, đâu rồi ta, đây kịch bản có khả năng sẽ hồi lên vùng đó là vùng 1160 đến vùng 1170 này đó, hồi lên phía trên này cắm đầu giảm tiếp này. Rồi cái kịch bản thị trường ta, đây thị trường ta khả năng sẽ có một cái phiên hồi phục nào đó tầm ngày 29 đến ngày 30 tháng 9 là khả năng sẽ hồi lên này để chốt của danh sách của quỹ. Thì hôm nay đã có dự chốt rồi đó, kéo lên chốt rồi đó, mình thấy không? Thì khả năng nhé, khả năng thị trường ta sẽ có một cái phiên này là phiên mở gap để giảm này, thấy không? Đây những phiên mở gap giảm này, tức là có những sự hoảng loạn rồi nhá. Thì có sự hoảng loạn rồi, bây giờ nó cần giùm người, cần sự chán nản, hoảng loạn và đi kèm sự chán nản. Mọi người đã từng nghe câu này chưa? Thị trường đầu cơ á, sinh ra trong một sự ảm đạm, và nó lớn lên trong sự nghi ngờ, và phát triển nhờ sự lạc quan, và chết đi nhờ sự thỏa mãn nhá. Của cái này câu nói của Sir John Templeton nhá. Thì bây giờ nó đang trong sự hoảng loạn, và sau đó thì chúng ta sẽ tạo ông ta thêm những sự hoảng loạn nữa, hoảng loạn nữa, đâu đó sẽ một sự hoảng loạn như ngày hôm nay này, hôm nay sẽ là một sự hoảng loạn này, thì chúng ta giảm chuẩn bị về vùng 1100 rồi đó, và sau đó sẽ tạo những sự, đó là sự chán nản quanh vùng này đó, và sau đó chúng ta sẽ một phiên hồi phục lên, và cái nhịp hồi phục này sẽ là một nhịp hồi phục theo trung hạn từ 6 tháng cho tới 9 tháng, mọi người nhớ nhá đó. Và cuối năm 2023 thì chúng ta sẽ đâu đó về vùng dưới này, tầm dưới mức 1000 đó, và sau đó sẽ là một thông tin rất là lớn xảy ra, đó là có thể nhá, có thể đại suy thoái thế giới, hoặc là biểu tình của Mỹ quá áp lực. Và thường á, người đọc sách á, đọc một số sách như 507 này, chúng ta .com này, hay là 2013, thì thường á là trước khi suy thoái của Mỹ xảy ra, trước khi một cú giảm mạnh thì Mỹ hay bơm tiền, hay bơm tiền, và thường á là cái đoạn tăng giá này là nhờ vào Mỹ ngừng bơm tiền, ngừng nâng lãi suất, và sau đó ngấp nghé ở vùng đỉnh như này sẽ là cái vùng mà Mỹ bơm tiền, và sau đó sẽ bực một cái, ok nha mọi người, thì đó là như vậy nhá. Và sau đó chúng ta sẽ có một cái cơ hội rất là lớn, và rất là lớn, và những cái ông mà đầu tư theo kiểu mua giá cao bán giá cao á sẽ rất phù hợp 524, 526. Khi đó chúng ta sẽ có một mức tăng trưởng cực kỳ mạnh, có thể lên tới tầm 1800, 2000 xảy ra đó. Và bây giờ mọi người đã sợ hãi, thì khi mà người khác có một khoản lợi nhuận lớn rồi đó, thì bắt đầu mọi người nhảy vào á, thì khi đó mọi người lại sợ hãi nữa. Mọi người hãy đọc cuốn này này, cuốn này nhá, tâm lý thị trường chứng khoán rất là ngắn thôi, mọi người sẽ hiểu được là tâm lý thị trường luôn luôn như thế nào, luôn luôn như thế nào đó. Thì đó cái mình muốn chia sẻ với người như vậy, tổng quan người như vậy. Và mức BTN về mức chấp nhận đường đâu đó sẽ về mức tầm khoảng 1000 đến vùng 1100, là có sẽ một mức hồi phục nào đó lên vùng tầm 1200 hoặc cao một tí. Còn mức BTN hấp dẫn cực kỳ rẻ, nhắm mắt mua cũng lãi, để đó 20 năm chắc chắn lãi rất là nhiều, đó là mức BTN về mức 900 đó, mọi người nhớ nhá. Đó là tổng kết cho người như vậy. Thì trước khi đến với cái phần chia sẻ cái cách mua cổ phiếu cơ bản, thì là muốn mọi người á hãy một chút bỏ chút thời gian, nếu thích video của người chứng khoán, nếu đăng ký kênh này nhá, mọi người muốn người đó chia sẻ mọi người kỹ hơn về những cái người đó chia sẻ hôm nay,
thì hãy nhấn vào nút thích video, nhấn nút đăng ký kênh và liên hệ tới số Zalo của Người Đò nhé. Sắp tới Người Đò sẽ có nhiều buổi coaching, buổi huấn luyện cho khách hàng Người Đò, ghi nhận khách hàng Người Đò để giải quyết một số mặt phiếu danh mục của khách hàng nhé. Thì nên chọn mặt phiếu như nào thì bây giờ nhá. Đó, thì đầu tiên này, mọi người muốn biết mọi người sẽ mua mặt phiếu như nào, đầu tiên nhá, mặt phiếu DID đi, chứ là phân tích được DID hiện tại đang mức giá phù hợp đúng không? Thì mà giờ mặt phiếu DID nhá, DID này nó coi đầu tiên coi chặt tuần như con người đọc, coi chặt tuần như người đọc, đừng có chặt tháng. DID đầu tiên là nó đã có một sóng năm, thì nó sóng năm giảm dùng kỹ thuật nhá. Một này, đây đây là một nhá. Đó, có thể nhiều người sẽ cho đây là hai này, đó này, ba này, bốn này, năm này, hiện tại có một nhịp hồi ABC giảm tiếp này, đó đấy. Nhưng mà chúng ta xem xét là cái đoạn trên này là cái đoạn mà thị trường chúng ta nó vẫn còn trong vùng tích lũy ở đây, thì nó sẽ xét cái sóng ED năm từ đây sao, chẳng từ đây nhá, một này, hai này, ba này, bốn này và năm này, đó thì sẽ như nào, thì phải đây một nhịp sẽ bị hồi không, thế này. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 có một nhịp hồi rất mạnh này. Đây vậy này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này sẽ có một nhịp hồi rất mạnh ở đây. Đúng mọi người. Thì mình lên tham lam mới sợ hãi. Tham lam chứ đúng không? Và tôi biết hóa ra các hạng đang muốn tôi mua ở vùng giá này. Và tôi đây giá cơ bản rồi. Có thể vùng này là vùng giá rẻ rồi. Thì tôi sẽ mua đâu đó quanh vùng giá dưới này, đúng không? Đúng mọi người. Đấy. Thì tôi lại tiếp tục mở lại cái chart daily. Đây. Thì vậy là khả năng nó về đâu đó vùng hỗ trợ là vùng tầm 25, là vùng thấp nhất có thể xảy ra. Còn hiện tại có thể khả năng về vùng giá tầm 30, có xảy ra đúng không, về kiểu hỗ trợ này đúng không. Đấy. Và nếu như về đó thì nó xử lý như nào. Đầu tiên thì nếu như về đó thì nó sẽ thấy được là khả năng thì nó sẽ có dụ là về mức giá P/E phù hợp đúng không. Đấy. Và rồi đây, khi mà về đâu đó đây, hiện tại này mức giá PGP hiện tại là 0.91 rồi, về thêm nữa thì rất là rẻ chúng ta định giá. Rồi thấy không, trước đó này thị trường tăng rất mạnh này, khi nó về mức P/E của mã phiếu này 3,3, hiện tại đang mức 5 rồi, nếu giảm nữa thì đâu đó về mức giá 4 cũng sẽ đã mua rồi, giảm nữa mua mạnh cho người đó nhá. Đó, chúng thấy không, đây là một cái chạc nó nhìn rõ hơn cái chạc tuần ở đây này, chạc tuần kia thì hơi bị nhiễu một tí, đây cho tuần này nhìn rõ này, đây chúng thấy này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này và 5 về đây, đúng mọi người sẽ mua về 30, mua rất mạnh cho người đó, khi đó sẽ có một sóng hồi ABC về giá 40. Và tôi coi một tí về chạc giờ, chúng ta biết là chúng ta mua khi nào nha. Chạc giờ hiện tại, chạc giờ đã có hai đáy phân kỳ đã có nhá, hai đáy phân kỳ đã có, và mua khi nó tạo càng nhiều đáy phân kỳ hãy càng nên mua mạnh nhá. Trong cái đoạn này, cái đoạn hồi phục của nó này, thấy không, nó đã có hai đáy phân kỳ này, sẽ giảm tiếp một phát này, tạo ba đáy phân kỳ này, đúng mọi người, chúng ta mua một phát chúng ta có một khoản lợi nhuận rất là dài khi ta mua từ dưới này đi lên, đúng không, từ dưới này đi lên. Đó, đây là phiếu yếu nhé, phiếu yếu đã có 13% rồi. Với một số mặt phiếu mạnh này, phiếu mạnh gì khác nhé, như là ITC thì sao. Mình nhớ được ITC không, người đó có mua này, lãi kinh khủng luôn, lãi sướng tay luôn. Hồi được tháng 7 này, chúng ta mua này, chạm 1 giờ nữa này. Mà phiếu này nó tạo cho người đó 3 đáy phân kỳ ở đây, 2 đáy phân kỳ ở đây. Đó, và nó là mặt phiếu mà vẫn giữ được trên ngưỡng không. Sau đó sao mọi người, nó tăng rất là mạnh này, tăng từ mức giá 10 lên mức giá 10 mấy, tăng gần 50% mã phiếu này, ok mọi người. Đó, và nếu như ai giữ được thì lên mức giá tầm 17 rất là nhiều. Đó, chúng ta coi một tí chặt đây liên thấy này, đây là mã phiếu mà nó giảm con sóng năm rất rõ ràng nha. Đây, 1, 2, 3, 4 và 5. Đó, sau đó sao mọi người, sóng hồi A, B và C đấy, ok mọi người. Đó, thì mới có một khoản lợi nhuận rất ok khi ta mua từ vùng dưới này đến trên này, đâu đó tầm khoảng gần 100%.
tuyệt vời mọi người. Đó cách mua người đòi như vậy. Hãy chọn những mã phiếu mà ở cái chart daily của nó hiện tại đang khỏe. Khỏe giống cái đoạn này. Đó, cái đoạn này là đoạn mà thị trường á, thị trường chúng ta công một tí này. Đây thị trường nhá. Thị trường là cái đoạn này, thị trường chúng ta đang còn giảm này. Đó. Và trường đang đi đồng pha trường này, sau đó nó giảm rất mạnh này. Đó, nó giảm mạnh rất mạnh trước đó này, sau đó nó đi đồng pha trường này. Đó và nó đóng cửa trên đường 70 trước thị trường luôn. Đó nó kiểm tra như thị trường luôn mà nó tăng rất là mạnh. Thấy không? Nên chọn những mã phiếu như vậy. Ok cho mọi người. Thì cũng có rất nhiều mã phiếu không kém như mã phiếu này. Như là mã phiếu hiện tại được giá rẻ như MP này. Cũng thấy phù hợp nhá. Cũng thấy đang rất phù hợp đấy. Cái đợt giảm kiểu này thì rất khó để có lại cái đợt giảm như vậy. Khi nó có một đợt giảm phải nói chuẩn chỉ của cơn sóng 5 luôn. 1 2 3 4 và 5. Sau đó nó hồi phục là ABC rất rõ ràng luôn. A, B và C. Đấy, thấy không? Và bây giờ thì chúng ta phải chờ đợi một hội rất là lớn xảy ra trong thời gian sắp tới thôi. Đó, như MP, MP này chúng ta biết được A thì giá rẻ rồi. Coi tiếp chặt 1 giờ đã thấy hai đáy phân kỳ rồi. Hãy đợi thêm nhiều đáy nữa thôi nào. Hãy đợi đóng cửa trên đường 70 tiếp lại trên đây để mua thôi. Và đợi thêm chặt daily nữa. Chặt daily nó nữa. Daily nó có dịu là tạo đáy ngắn quay đầu nữa sẽ mua thôi, hợp lý cho mọi người. Đó. Thì nó cách người đò mua bán như vậy. Thì cho nên sắp tới người đò cũng sẽ tìm những siêu phiếu cho khách hàng người đò kiểu như vậy luôn. Hiện tại thì MACD Telegram của nó đã có dịu cân bằng rồi. Đó. Thì xin chào mọi người. Video này sẽ tới đây thôi. Và trước khi đến với phần kết thúc video, người đò muốn chia sẻ mọi người một vấn đề. Đó là những câu nói của các cụ rất nổi tiếng. Đầu tiên, người đò nói rồi, thì chúng ta luôn luôn hình thành và lớn lên trong một sự ảm đạm và hoài nghi, và phát triển nhờ sự lạc quan và chết đi nhờ sự thỏa mãn. Và chính vì thế những giai đoạn bây giờ này, với những giai đoạn những cái tay to mặt lớn, những người mà hiểu biết thị trường, đánh giá được mã phiếu, nhảy vào mua, thực sự như vậy. Chính vì thế người đó mới làm cho người một cái tiêu đề, đó là đừng dài mà chạy thị trường, đừng dài mà chạy khỏi thị trường. Cơ hội chắc chắn kiếm lại lớn đang xảy ra ngay bây giờ cho chúng ta. Thật sự như vậy. Người đó đưa một người toàn diện rồi. Và một cái nói của người Fed nữa. Và tôi thì sợ rằng là một điều á. Đó là hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Phải tham lam khi khác sợ hãi. Đó. Nhưng mà chúng ta thì sợ chúng ta không làm điều này thôi. Hãy làm được điều này thì chắc sẽ ok. Người Fed á, ông ấy á, có thể ngồi ngoài 10 năm đến 15 năm rất bình thường. Người ngoài 5 năm rất bình thường để chờ đợi nhảy vào khi người khác đang sợ hãi. Thường như vậy. Và thường những người đó sẽ là người chiến thắng. Chúng ta hãy lên như vậy. Biết lúc nào ta lên sợ, biết lúc nào ta lên tham lam nhá. Thì đó chia sẻ thật lòng người đó hơn 50 phút rồi. Và đây là một cái lời tâm huyết người đó muốn mọi người hãy hướng theo. Và rất mong người hãy bỏ chút gian. Nhớ thích video của đội chứng khoán. Nhớ lúc nào cái kênh này chia sẻ với nhiều người hơn, lan tỏa nhiều người hơn. Và cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe trò chuyện cùng người đầu chứng khoán. Và mọi người muốn nhận cái file PG này thì hãy vào rung đồng người đầu chứng khoán nhé, hoặc vào trong rung đồng, và người đó sẽ gửi trong cái rung đồng cho mọi người để mọi người nhận nhé. Và xin chào mọi người và hẹn mọi người ở video tiếp theo. Chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người rất nhiều đã lắng nghe và cùng trò chuyện mọi người đó. Người đó không phải là một diễn giả, không phải là một người truyền cảm hứng, không phải là một người chuyên gia gì cả. Người đó chỉ là một người đòi nhà đầu tư và nói lên quan điểm người đó nhá. Và nếu mọi người thấy sai, có thể người đó sẽ ghi nhận, chắc chắn người đó sẽ ghi nhận, nhưng mà có thể, và có thể người đó sẽ sửa đổi nhá. Xin chào mọi người nhá.